Pháp Prathama trên Bảo Tháp mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa hè, Việt Nam từ 8 đến 10 giờ tối, Houston 8 đến 10 giờ sáng, New York 9 đến 11 giờ sáng, Cali 6 đến 8 giờ sáng, Paris 3 đến 5 giờ chiều, Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con đang nhận thành kính lãnh lễ cho Tôn Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay Chủ nhật ngày 26 tháng 7 năm 2020, Phật lịch 2564, đề tài hôm nay giáo trình thắng Pháp Abhidhamma, Thượng tọa Giáo đẳng biên soạn bài 12 Tâm ngũ quan tiếp theo, sẽ do Thượng tọa Giáo đẳng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta đang nghiêm tâm nghiệp lãnh lễ Tam Bảo. Hôm nay Thượng tọa Minh Hạnh không vào room được, con kính cung thỉnh để Đức Từ Tri hoặc là Sư Nguyên Thông kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nhất tâm tịnh lệ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thệ thế gian giải vô thượng điện ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm tịnh lệ chánh pháp cho Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiện năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm tịnh lệ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tăng bảo. Xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên xứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc là phát sanh. Nam mô Bụt Thầy Giả Sa Thủy Linh Thầy, chúng con kính tri ân đại đức Tuệ Trì đã đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma. Bài 12 Tâm ngũ quan tiếp theo sẽ do Thượng tọa Giáo đẳng giảng giải. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Tệ Siêu Từ Bi giảng nhập bài học. Nam mô Bụt Thầy Giả. Nam mô Bụt Thầy Giả. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chúng đệ tử Đức Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý Tôn Đức, quý Phật tử. Trong thắng pháp ở phía tầm mắt, khi đề cập đến năm tâm ngũ quan là nhãn thức, chỉ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Trước tiên năm tâm ngũ quan này là do nghiệp tạo, nghiệp bất thiện tham sân si nó sẽ tạo ra năm tâm ngũ quan quả bất thiện, nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả bất thiện, tỷ thức quả bất thiện, thiền thức quả bất thiện, thân thức quả bất thiện, năm tâm thiện dục giới nó sẽ tạo ra 16 tâm quả. Trong đó có nhận thức quả thiện, ý thức quả thiện, tỷ thức quả thiện, thiện thức quả thiện, tính quả thiện, ý giới vị thức giới quả quả thiện. Mặc dù tâm ngũ quan hay ngũ sở thức sanh khởi do nghiệp, nhận biết tâm cảnh một cách nguyên sơ bộ lược,
Nhưng những tâm này đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống. Bởi vậy người học cần hiểu rõ những yếu tố hội đủ để ngũ sân thức sanh khởi. Cái gì cũng vậy, nó phải có cái nguyên nhân hiện tại thì quả ở quá khứ mới phát sinh được. Chúng ta gọi đó là Pajoga Samadhi. Vì vậy cho nên năm thức của quan này, nếu chỉ nói đơn thuần là do nghiệp của quá khứ tạo thì người ta không chứng minh được, đang khi không làm sao có thể sanh khởi cái tâm nhãn thức nhị thức tỷ thức vân vân, mà nó phải có nhiều cái điều kiện hiện tại để nó trở sinh. Bài học hôm nay là nói đến những cái nguyên nhân, những cái điều kiện phát sinh lên tâm ngũ thức hay ngũ quan. Bây giờ thì trước hết chúng ta hãy nghe bài đọc, sau đó sẽ cung thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng giảng sư trong ngày hôm nay thuyết giảng rộng rãi về ý nghĩa bài học này. Bây giờ thì xin mời cô Lâm Dần Nguyệt đọc cho bài học Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, Nam Mô Bổn Thầy, Dạ Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Tế Siêu đã dẫn nhập bài học hôm nay. Bây giờ thì con xin được đọc phần bài học. Bài học hôm nay, giáo trình thập pháp Abhidhamma 32, tâm ngũ quan tiếp theo. Để có thể hiểu rõ tại sao ngũ quan hay ngũ song thức sanh khởi do nghiệp, nhận biết năm cảnh một cách nguyên sơ muội lược. Tuy vậy, đóng vai trò rất quan trọng trong sống, người học cần hiểu rõ những yếu tố cần hội đủ để ngũ quan sanh khởi. Thị giác sanh khởi cần có đủ bốn yếu tố: a. Nhãn vật hay thần kinh nhãn, Chakkhupa Sadarupa; b. Cảnh sắc, Ruparammana; c. Ánh sáng, Aloka; d. Sự chú ý, Manasikara, với màu ấy. Thính giác sanh khởi cần có đủ bốn yếu tố: a. Nhĩ vật, Sotapassadarupa; b. Cảnh thinh, Saddharammana; c. Khoảng trống, Akada; d. Sự chú ý, Manasikara. Khứ giác sanh khởi cần có đủ bốn yếu tố: a. Tỷ vật hay thần kinh tỷ, Khana Passadarupa; Khana Passadarupa; b. Cảnh khí, Gandharammana; c. Gió, Vayu; d. Sự chú ý, Manasikara. Vị giác sanh khởi cần có đủ bốn yếu tố: a. Thiệt vật hay thần kinh thiệt, Chihuha Passadarupa; b. Cảnh vị, Rasaramana; c. Chất nước, Apo; d. Sự chú ý,
Manasika đó. Xúc giác sanh khởi cần có đủ bốn yếu tố. À, thân vật hay thần kinh thân. Kayabhasada rupa. B, cảnh xúc. Phatthaparamana. D, độ cứng mềm. Thada. D, sự chú ý. Manasikara. Sở dĩ gọi ngũ quan thuộc tâm quả hay tâm tạo thành do nghiệp quá khứ, vì năm thần kinh nhãn, tỷ, thiệt, thân tạo nên do nghiệp. Thí dụ cũng là mắt để thấy, nhưng mắt của loài chó không giống mắt của loài người. Năm cảnh cũng do nghiệp quá khứ. Thí dụ có người ít khi ăn được thức ăn ngon hay nằm chăn ấm. Thí dụ, có người ít khi ăn được thức ăn ngon hay nằm chăn ấm, nệm êm dù vẫn muốn có được. Vì năm giác quan biết cảnh, vì năm giác quan biết năm cảnh, sắc, thinh, khí, vị, xúc, trong trạng thái nguyên sơ, tức là chưa thẩm định, một cách trực tiếp, chưa có phản ứng, nên không phức tạp như các tâm xử lý Chavana. Chỉ có năm cảnh tiếp xúc trực tiếp qua ngũ quan thì mới gọi là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Một khi trở thành những ấn tượng chuyển qua tâm khác thì trở thành cảnh pháp. Thí dụ, hình ảnh cây nở đầy qua trực tiếp thấy đó là cảnh sắc. Nhưng xe chạy qua rồi, nhắc lại thì hình ảnh đó trở thành cảnh pháp. Ngữ và nghĩa. Cảnh ngũ quá khứ là cụm từ trong thắng pháp chỉ cho ấn tượng lưu lại từ sắc tướng, âm thanh, mùi, vị, cảnh xúc đã qua. Cảnh ngũ quá khứ thuộc cảnh pháp. Nên cẩn thận, nhãn vật hay thần kinh nhãn không phải là con mắt mà là thần kinh thị giác, theo tiếng Anh là optic nerve. Nhĩ vật hay thần kinh nhĩ không phải là lỗ tai mà là thần kinh thính giác. Acoustic nerve. Tỷ vật hay thần kinh tỷ không phải là lỗ mũi mà là thần kinh khứu giác, olfactory nerve. Thiệt vật hay thần kinh thiệt không phải là lưỡi mà là thần kinh vị giác, facial nerve. Thân vật hay thần kinh thân được mô tả với rất nhiều hệ thần kinh trong cả thắng pháp cũng như y học ngày nay. Thử dùng khái niệm quen thuộc. Hai người cùng ngửi mùi sầu riêng, nhưng một người nhận biết bằng tâm tỷ thức quả thiện vì thấy rất thơm, nhưng người kia nhận biết bằng tâm quả bất thiện vì thấy mùi rất hôi thối khó chịu. Những điểm cần nhớ. Tâm ngũ quan tuy biết cảnh trong hình thức nguyên sơ, nhưng là quả của nghiệp quá khứ và có ảnh hưởng lớn sự vui khổ của chúng sanh. Tâm ngũ quan biết cảnh trực tiếp và biết cảnh thuộc pháp thực tướng, không qua sự nhồi nặng phản ứng. Những ấn tượng tồn động sau năm giác quan thuộc cảnh pháp trong sáu cảnh. Hình ảnh minh họa gồm có ngũ quan, quả thiện và quả bất thiện trong biểu đồ chư pháp. Điều đã nói và điều sắp nói, bài học trước là tâm ngũ quan phần 1, bài học tiếp theo sẽ là các tâm cơ năng. Chúng con cung thỉnh thượng tọa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học. Nam mô Bổn Thầy. Nam mô Bổn Thầy, kính đảnh lễ thượng tọa tiểu sư, đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị cho chúng tôi hỏi một điều là quý vị có nghe được không? Quý vị ở bên thôi thoát nghe được, còn quý vị bên Zoom, quý vị nào đang có bạn bên Zoom cho chúng tôi biết là bên Zoom quý vị nghe được không? Dạ tốt quá.
À, thưa vị, nếu vị nào mà có học Thắng Pháp Abhidhamma thì quý vị sẽ có một chút hơi ngạc nhiên là đa phần những cái lớp học, những giáo trình của Abhidhamma và đặc biệt đối với phần lớn các vị giảng sư thì trong ngũ quan hay là ngũ sông thức thường được nói rất là nhanh, rất là gọn. Thậm chí có đôi khi không phải là hai buổi học như chúng ta mà học chỉ nửa buổi học thôi. Các vị dạy nguyên cả 18 tâm vô nhân và có thể hay là dạy được 15 tâm quả vô nhân, nhiều hơn là dành cho đến hai bài. Chúng tôi thì muốn đặc biệt là sử dụng cả hai buổi học để đề cập đến chỉ riêng về ngũ quan. Chúng tôi nói điều này là bởi vì thứ nhất là chúng ta rất là cần để học rõ về sáu thức, năm thức đầu: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Tức là chúng ta nói về thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Năm thức đó mở cho chúng ta những cánh cửa tiếp xúc với cái thế giới bên ngoài, tiếp xúc với năm cảnh là sắc, thinh, khí, vị, xúc. Đó là một cái phần rất là lớn và rất là quan trọng ở trong đời sống. Nhưng mà qua phần này thì chúng ta hiểu rất là nhiều về cái sự hoạt động của tâm thức theo trong Thắng Pháp Abhidhamma. Ở tại Việt Nam thì thứ vị người ta hay có những câu chuyện về thiền được bàn thảo rất là phổ biến. Một trong những câu chuyện thiền là hỏi về chứ tâm động hay là phướng động. Và ở trong cái duy vật biện chứng của Cộng sản đó, thì họ hay đặt vấn đề là thế giới này nó tồn tại có độc lập với tâm thức hay không. Thí dụ như bây giờ mình nói đến một cái nhìn nào đó, người ta nói là tất cả nhất thế pháp duy tâm tạo, thì rằng tất cả những hiện tượng đó nó là do tâm vẽ vời ra. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm của Phật giáo Bắc truyền đó, rằng tâm như người họa sĩ vẽ vời cảnh thế gian. Như vậy thì có một cái thế giới tồn tại độc lập với tâm thức hay không? Thì thưa quý vị, bài học về tâm ngũ quan này đó, nó là một chìa khóa ở trong Thắng Pháp để chúng ta hiểu rõ là tâm thức đối với cảnh hoạt động như thế nào. Cảnh ở đây là một cảnh rất thật, rất thiệt. Bây giờ có cái mùi gọi là mùi sầu riêng. Một câu hỏi rằng khi chúng ta biết thì có mùi sầu riêng hiện hữu, mà chúng ta không biết thì mùi sầu riêng có hiện hữu hay không? Đó là điều mà tất cả chúng ta cần phải biết. Một điểm khác mà chúng ta cần nói ở tại đây là những cái khái niệm mà Thượng tọa Từ Siêu đã giảng trong bài học từ kỳ rồi. Thí dụ như là ngũ quan, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Chúng ta mới thoạt nghe thì mình nghĩ rằng đó là những cái tâm rất là việc rất là quan trọng. Thí dụ như người ta nói rằng đôi mắt là cửa sổ của linh hồn. Như vậy cái gì mình thấy là tụi bị nhãn thức, tụi bị thị giác. Như vậy thị giác là phải đóng cái vai trò lớn lắm. Nhưng mà trong Thắng Pháp thì nói rằng cái tâm mà gọi là tâm nhãn thức hay là thị giác đó, thì biết cảnh ở trong một cái hình thức nguyên nhất. Hình thức nguyên nhất là một hình thức mà nó chưa có được thẩm định, được định đoán, được nhồi nặng, được phán xét, được xử lý. Cái tâm mà xử lý cảnh là do tâm cháo cá đá hay là một những cái tâm khác mà chúng ta học sau. Nhưng cái nhãn thức chỉ đơn thuần là biết cảnh sắc. Tại sao vậy? Thì bây giờ chúng ta có muốn trả lời câu này thì chúng ta phải đi vào
những yếu tố để tạo nên những tâm ngũ quan. Nếu mà chúng ta nhìn kỹ đó, thì chúng ta thấy rằng mỗi một cái giác quan, dù là nhãn thức hay là thị giác, nhĩ thức hay thính giác, tỷ thức hay là khứu giác, thiệt thức hay là vị giác, và thân thức hay là xúc giác đó, thì nó sanh khởi. Trước nhất là nó cần có cái căn và cảnh, hay nói cách khác là nó cần có cái thần kinh, chúng ta gọi là vật á, để mà nương tâm nương. Ví dụ như con mắt á, thì phải nương vào thần kinh nhãn, xin lỗi, nhãn thức á, phải thương nhận nhãn, nhĩ thức phải nương vào thần kinh nhĩ. Thì trong một bài đọc mà quý vị nghe thì rồi á, là thường là chúng ta nói là nhãn thức á, cần phải có nhãn vật và nhãn vật của mắt. Nhưng mà kỳ thật thì có điểm rất là thú vị là Phật học và khoa học về y học ngày nay cũng nhận ra một điều rằng cái gọi là nhãn vật hay thần kinh nhãn nó không phải chỉ là con mắt, mà phải nói rõ hơn là cái đồng tử hay con ngươi. Đó là một cái bộ phận mà ở trong khoa học ngày nay gọi là optic nerve, nằm ở trong con ngươi. Để qua đó chúng ta có thể nhận biết cảnh sắc. Giống như bây giờ mình nói là mình chụp hình, mình chụp bằng máy chụp hình, nhưng mà cái bộ phận chính mà bắt cảnh đó, đó là cái lens. Và đằng sau cái lens đó là có bộ phận ghi hình, và cái bộ phận ghi hình nó ghi hình qua cái lens đó. Thì như vậy đó, là cái thân của máy chụp hình đó không phải là cái bộ phận ghi hình. Dạ, cái bộ phận ghi hình đó là cái bộ phận khác, chúng ta phải hiểu như vậy. Hay là chúng ta nói lỗ mũi hay lỗ tai, thì không phải là cái lỗ mũi mà chúng ta vuốt mũi, mà cái đó nó là cái vuốt, mà cái mũi đó là thần kinh tỉ. Mà thật ra có một cái hệ thần kinh nằm ở bên trong lỗ mũi, mà ở trong kinh gọi là giống như cái hình móng con dê. Dạ, hình móng con dê. Hay là mình nói là thiệt thức á, là thần kinh thiệt. Thần kinh thiệt tức là có khả năng nếm vị. Thì thần kinh thiệt mình nghĩ là lưỡi, nhưng mà thật ra nó là những cái thần kinh giống như đầu lông con nhím ấy, mà nó nhỏ 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 li chi chi ở trên cái lưỡi của mình. Dạ. Thật ra khi mà chúng ta nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thì chúng ta nói rất là đại loại. Dạ. Thần kinh thân là càng rắc rối nữa. Thần kinh thân là tất cả những cảm giác giống như đau nhức dễ chịu và vân vân. Lâu lâu chúng ta bị cái đau nhức của các cái khớp xương, nếu chúng ta bị phồng thấp, hay đau bụng, cái đó thuộc về cảm xúc. Nhưng hỏi thần kinh thân ở đâu thì thần kinh đó nó khắp cả chỗ thân. Thì ở trong kinh Thắng Pháp cũng nói như vậy. Và ngày nay thì họ nói rằng cái thần kinh liên quan đến xúc giác đó, nó có đủ mọi thứ. Xúc giác ở đây không hẳn là chỉ có cái tiếp xúc giữa cái bàn quạ của chúng ta với chỗ ngồi, hay cái lưng của chúng ta với chỗ nằm, mà ví dụ như một hạt bụi mà nó rơi vào con mắt, mắt bị sốn. Thì mắt bị sốn không phải là thuộc về thị giác, mà mắt bị sốn thì thuộc về xúc giác. Dạ, thuộc về xúc giác. Thì chúng ta nên hiểu rằng cái thần kinh thân đó, nó cung khắp trong thân mình và nó ở nhiều dạng thức. Thì chúng tôi không đi vào điều này, tại vì trên phương diện y học á, người ta chia ra rất là cái cụm cần thần kinh thân. Và ví dụ như họ có cái facial nerve, và cái facial nerve không á, thì riêng facial nerve nó một cái giống này á, nó chia một phần nhỏ ở trong hệ thần kinh thân, thì nó lại chia nhiều phần khác nhau. Thì bây giờ chúng ta nói đến cái hệ thần kinh mà ở trong kinh Phật chúng ta thường nghe nói đến căn, ví dụ như là nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thị căn, thân căn. Rồi chúng ta nói đến nhãn vật, nhĩ vật, tỷ vật, thân vật. Rồi chúng ta nói đến thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân đó. Thì những danh từ xài khác nhau, nhưng mà thật sự nó đều là một. Nhãn vật tức là thần kinh nhãn
Nhưng mà thần kinh nhãn không hẳn là con mắt nha, quý vị nhớ như vậy. Ở trong con mắt có thần kinh nhãn, nhưng mà thần kinh nhãn không phải là con mắt. Dạ, phải nhớ. Thì những cái căn này đó, nó sanh lên do đâu? Nó sanh lên là do một cái hiện tượng mà chúng ta gọi là thức duyên cho danh sắc và danh sắc duyên cho lục nhập. Thế nào thức duyên sắc? Thức ở đây là thức tái sanh. Dạ, thức tái sanh ở đây là mình sanh ra làm người, mình sanh ra làm con khỉ, mình sanh ra loài làm chư thiên, làm các vị thiên tử. Thì do cái thức tái sanh đó, nó tạo ra cái danh sắc. Danh sắc ở đây gọi là cái chủng loại đó, chủng loại đó. Thì con mắt của chư thiên nó khác với mắt của chúng ta. Con mắt của chúng ta nó khác với con mắt của loài khỉ. Con mắt của cái lỗ tai của con chó nó khác lỗ tai của con người. Lỗ tai con người khác lỗ tai chư thiên. Thì như vậy đó, mặc dù nói rằng mắt đó, tai, mũi, lưỡi, thân, nhưng mà đừng nghĩ là tất cả loài mà có mắt thì mắt giống nhau, tất cả loài có tai thì thính giác giống nhau, tất cả loài có lưỡi, có mũi thì cái khứu giác giống nhau. Không phải vậy. Mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mỗi loài đó, nó do cái nghiệp, nó do cái chủng, nó khác biệt do cái chủng loại. Và cái chủng loại đó là do nghiệp. Ngay cả ở trong cái thế giới loài người chúng ta thì có người mắt rất là tinh, có người mắt không có tinh. Dạ. Ví dụ như trong khoa học họ nói có những người mà bị colorblind. Colorblind là họ không có nhận trong cái màu nào đó. Dạ. Hay là trong loài vật như loài khỉ thì nó có những cái màu mà nó không nhận ra. Dạ. Có những màu không nhận ra bởi vì có những con vật đó, nó ăn cái trái cây, nó không phải ăn bằng màu sắc. Dạ. Ví dụ mình thấy cái trái từ màu xanh tới màu vàng, màu đỏ mình ăn. Nhưng mà có những con vật nó không có thấy được cái màu đỏ, mà nó chỉ ăn qua cái khứu giác, tức là nó đánh được cái hơi. Và cái hơi nó nghe cái mùi đó, nó biết trái cây đó còn sống, nghe cái mùi cái trái biết chín. Và cái này là cái mà chúng ta nên hiểu như vậy. Thì đầu tiên căn bản là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh kỵ, thần kinh thân đó, nó là do nghiệp. Dạ, do nghiệp. Chúng ta nhớ rằng thức á, tái sanh nó như cái danh sắc. Thức tạo ra chúng ta sanh làm người, làm trời, làm loài vật, vân vân. Rồi trong cái thức đó nó tạo danh sắc. Danh sắc là các chủng loại. Chủng loại như là loài người, trời. Từ cái chủng loại đó thì nó mới quyết định. Và các căn chúng ta gọi lục nhập. Danh sắc như lục nhập. Thì ở đây các căn của chúng ta, thưa quý vị, nó hoàn toàn là do nghiệp. Chúng ta lấy một cái ví dụ như vậy là Đức Thế Tôn á, Ngài do cái phước quá khứ, tại ra khi Ngài sanh ra đời á, một ở trong những cái đại trượng phu tướng của Ngài là cái lưỡi của Ngài rất là bén nhạy. Và cái lưỡi nó có nhiều cái phước tướng về cái lưỡi. Nhưng mà cái lưỡi của Ngài, Ngài thọ dụng thực phẩm á, thì nó ngon hơn. Dạ, nó ngon hơn là cái người không có phước tướng đó. Tức là ngày tinh tế hơn, cái lượng tinh tế. Cái này thì rất là khó. Nhưng mà chúng tôi lấy một cái ví dụ chứ có lẽ là dễ hiểu hơn là ở trong cái giới âm nhạc đó, họ gọi là có những người có musical ear. Musical ear tức là cái thẩm âm đó, cái thẩm âm rất là tốt. Ví dụ như đây là kinh nghiệm chứ chúng tôi không có cái thẩm âm tốt đó. Thật ra chúng tôi nghe người ta hát ấy, chúng tôi không có lặp lại được như là một người có cái musical ear, cái lỗ tai thẩm âm tốt. Họ do cái phước quá khứ ấy, họ nghe âm nhạc, họ nghe cái là cái độ liếm lái, cái tiết tấu, cái tone đó, họ nghe, họ ghi nhận rất là rõ. Và do rõ như vậy, khi mà họ có cái độ cái tai thẩm âm tốt ấy, thì họ khi họ hát nó hay hơn là người không có musical ear. Mà cái musical ear này đó, nó là do cái phước, quý vị. Nó do cái phước, cái độ mà bén nhạy của các cái thần kinh khi tiếp xúc đó, thì nó do cái phước. Rồi bây giờ chúng ta nói đó là tụi bị căng, bây giờ chúng ta đổ vào cảnh. Căng, đổ vào cảnh.
cảnh sắc thinh khí vị xúc. Thì cái cảnh này đó nó cũng do nghiệp chi phối. Chúng ta nói là ồ, giống nhau thôi. Ví dụ mình nghĩ cảnh đâu có gì mà quan trọng. Bây giờ chúng ta ở Houston thì chúng ta cứ muốn biết cái cảnh Đại học Rice, cứ chạy ra Đại học Rice. Chúng ta muốn bị xuống vườn Galveston, chúng ta xuống Galveston. Chúng ta muốn NASA, đi NASA, mình cảm tưởng như vậy. Nhưng mà thực tế không phải vậy. Thực tế là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc á, nó sanh khởi là do cái nghiệp. Nói một cách khác á, là theo thắng pháp á, mà cũng theo Phật học nữa. Có những người suốt đời họ muốn được cảnh đẹp mà họ không giờ có thấy được cảnh đẹp, mà luôn luôn là những điều trông thấy mà đau đến lòng. Họ thấy những cái chuyện mà không tốt, ví dụ như đi làm phải nhìn những cái cảnh đường không tốt, đi đâu gặp những cảnh không tốt, mà ăn thì phải lúc nào ăn ngon. Có những người suốt đời họ không có phước về thực phẩm. Chúng tôi không biết là quý Phật tử có cái, quý vị Phật tử có biết ai không, chứ chúng tôi thì chứng kiến rõ ràng đó, là cũng tu ở trong chùa mà có vị phước về thực phẩm, có rất nhiều đồ ăn ngon, mà có những vị sống rất cực và sống về thức ăn rất là cực, tức là mình ăn cho qua ngày thôi và ăn cho qua ngày. Và có những người mà tội nghiệp lắm, có tiền giàu có nhưng mà lấy một người vợ, người vợ không có cho ăn uống đàng hoàng, thì mấy chục năm trời lâu lâu được bạn bè mời đi ăn bữa ăn ngon thì mới thấy ngon quá, còn về nhà ăn không có ngon. Thật ra khi mà mình sống, nhất là những người mà sống ở tại các quốc gia mà có nhiều cái vật chất ấy, thì mình cứ nghĩ rằng những gì mà mình có như là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc là do có tiền thì có thôi. Giờ có tiền đồng ý, và mình cũng thấy tạm quan niệm như vậy. Nhưng mà có tiền cũng phải là do có phước, bởi vì chúng ta phải nhìn nhận là một điều đó là phải có phước mình mới có tiền, chứ phải ai có tiền hết. Nhưng mà rồi cũng có nhiều người có tiền đó, nhưng mà gọi lại cái phước nó không đủ thì họ không có được, không được những cái mà những cái cảnh mà những cái khả ái khả ý. Và giống như là có một người ông bá hộ rất là giàu, ông này gọi là ông phú gia rất là giàu, nhưng ông là rất là bần tiện, cả đời thì mặc áo vải thô, ăn cơm hẩm, tại vì ông bỏ sẻn. Thì như vậy thưa quý vị, là đừng bao giờ nghĩ rằng những gì mà tốt đẹp mình có trong cuộc sống, từ mắt thấy sắc đẹp, tai nghe tiếng hay, mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc chạm êm ái, mà nghĩ rằng những thứ đó đó là ngẫu nhiên, hay những thứ đó đó nó là hên xui, hoặc giả là mà tất cả nó là cái sự vận hành, cái sự chiêu cảm, cái sự đẩy đưa đẩy của nghiệp hết, và của nghiệp quá khứ, phước quá khứ. Thì nãy giờ chúng tôi nhắc đến hai điều mà nếu nhớ cho kỹ, đó là mỗi một giác quan, dù là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, trước nhất nó cần hai cái yếu tố đầu tiên, đó là căn và cảnh. Và căn và cảnh đều là do nghiệp chi phối. Dạ. Con mắt, lỗ tai, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần tỷ, thần thiệt, kinh thân, và sắc, thinh khí, vị xúc, những điều đó là do nghiệp chi phối hết. Dạ. Mình phải học Phật, mình phải chiêm nghiệm và mình thấy được, lâu ngày mình mới thấy. Có những người, thưa quý vị, họ lạ lắm, họ có phước, họ đi đâu họ cũng thấy có những điều tốt lắm. Mà cái người không có phước á, thì họ đi đâu cũng nhìn thấy cái chuyện mà buồn phiền hết. Mà điều này đó là đôi khi mình không có loại khỏi. Chúng tôi có những người đó là họ vào trong chùa, là họ đi là họ nhìn thấy tượng Phật họ hoan hỷ, thấy tháp Xá Lợi họ hoan hỷ, thấy hồ sen họ hoan hỷ. Nhưng có những người họ vô chùa họ chỉ nhìn những cái chuyện mà không có hoan hỷ. Họ nhìn chỗ này có rác nhiều, chỗ ghê dơ nhiều, chỗ nọ bực bội nhiều. Cái nghiệp nó cũng chiêu cảm, cũng đi vào trong chùa đó. Mà có người nhìn thấy toàn là chuyện tốt, có người nhìn thấy toàn là chuyện không tốt. Cái này cũng là cái nghiệp. Hay là mình ở một căn nhà, có nhiều người, trời ơi, mình ở nhà này thoải, nhưng có nhiều người ở căn nhà đó, rồi cái nhà thấy sợ ma quá, cái nhà thấy nó quạnh quẻ quá, vân vân, thì cũng ở căn nhà đó. Đi ra ngoài đường cũng vậy. Có nhiều người
đi đến đâu họ ngó thấy à, chỗ này họ trồng cái cây có duyên có dáng quá, chỗ kia cái bồn hoa đẹp quá, à, nhìn thấy khoan hỉ. Nhưng có những người đi mà họ nhìn thấy rất ơ hờ, dạ ơ hờ, thì cái này đó chúng ta phải nói là nó có một sự tác động đưa đẩy của nghiệp. Thì bởi vì căn và cảnh nó đều do nghiệp, nên chi nhãn thức, nhĩ thức, ý thức, thần thức, thân thức, nó là tâm quả, là kết quả của nghiệp. Dạ. Cái này là cái mà hôm kia thường gọi tôi siêu giảng là chúng ta nói rằng ngũ quan đều là những tâm quả. Tại vì những tâm quả này đó, nó được tạo thành, được sanh khởi là do nghiệp. Và bởi vì do nghiệp, thành ra mỗi một thứ thì nó đi một cặp. Dạ, một cặp gọi là quả bất thiện và quả thiện. Thí dụ như nhãn thức quả bất thiện và nhãn thức quả thiện, nhĩ thức quả bất thiện, nhĩ thức quả thiện, tỷ thức quả bất thiện, tỷ thức quả thiện, thiệt thức quả bất thiện, thiệt thức quả thiện, thân thức cũng vậy. Dạ. Chúng ta nhớ là ngũ quan là những tâm quả và những tâm quả. Tâm quả là gì? Tâm quả là những cái tâm tạo ra bởi nghiệp quá khứ. Dạ. Ở đây thấy rõ. Quý vị hỏi tại sao những tâm quả nó là một cái trạng thái tâm có một sát na thôi, và nó chỉ dần cảnh thôi, và nó có thể lấy cách bụi lượt thôi, nhưng mà tại sao nó là tâm quả? Muốn biết chuyện đó thì chúng ta phải xoáy vào một điểm, đó là căn và cảnh đó, nó đều sanh khởi do nghiệp hết. Dạ. Dạ. Mắt tai mũi lưỡi thân, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, chỉ thiệt thân, đó là những gì sanh khởi do nghiệp. Và cảnh đó, nó cũng là do nghiệp. Cái yếu tố thứ ba của mỗi chất là cái môi trường hay là cái hoàn cảnh. Thí dụ như là nói tới cảnh sắc thì phải có ánh sáng. Không có ánh sáng không thấy cảnh sắc. Thì về điểm này đó, ngày xưa khi mà chúng ta chưa có hiểu biết về khoa học đó, thì thứ gì chúng ta vẫn hiểu cách đơn giản là trời tối thì không thấy, trời có đèn thì mình thấy. À, nhưng mà bây giờ khi mà có khoa học đó thì chúng ta hiểu rằng ánh sáng nó đi, và ánh sáng là một đơn vị mà dùng để đo thời gian. Ví dụ một năm ánh sáng, hai năm ánh sáng. Không ánh sáng thì chúng ta không thấy được những cái tinh cầu lấp lánh ở xa xôi. Ví dụ có những tinh cầu cách chúng ta cả triệu năm ánh sáng. Yeah. Khi mà chúng ta thấy được có một sự bùng vỡ của tinh cầu đó, thì cái giây phút mà chúng ta thấy bùng vỡ đó, thật ra thì nó đã xảy ra cách đây 1 triệu năm. Nếu cái tinh cầu cách chúng ta 1 triệu năm ánh sáng, thì khi mà chúng ta thấy được cái tinh cầu bùng vỡ đó, thật ra nó đã xảy ra lâu rồi. Nhưng mà vì ánh sáng nó mất rất nhiều thời gian để nó đi đến đây, thật ra thưa quý vị, chúng ta thấy được bất cứ cái gì nó từ ánh sáng, hay là những cái viễn vọng kính như hiệu viễn vọng kính Hubble hay viễn vọng kính Chandra. Yeah. Thì thưa quý vị, nó thấy được một cái gì đó, nó không phải là cái ánh sáng của mắt của chúng ta, mà nó thấy qua cái tia gọi là tia cực tím, gọi là ultraviolet. Yeah, ultraviolet, tia cực tím. Hay là chúng ta đi bác sĩ đó, đi bác sĩ và người ta chụp hình phổi, chụp hình xương, chúng ta biết cái xương gãy, thì những cái xương gãy hình phổi đó, thì thưa quý vị, người ta dùng cái tia gọi là X-ray. Yeah. Chúng tôi không biết là bây giờ ở Việt Nam hình như hồi xưa chúng ta gọi là quang tuyến X, không biết bây giờ X-ray Việt Nam họ gọi là gì, nhưng mà X-ray tia ultraviolet hay tia cực tím, ultraviolet tia cực tím. Thì như vậy đó, cho dù là X-ray, cho dù là ultraviolet hay là ánh sáng mà mắt chúng ta có thể nhìn thấy được, thì không có ánh sáng thì không có thị giác. Đơn thuần như vậy, không ánh sáng thì không thị giác. Con mắt thấy được là nhờ cả ánh sáng. Dạ, bây giờ chúng ta biết như vậy. Hoặc giả là nói về vấn đề mà thính giác, thì thính giác thì cần có khoảng trống. Tại sao vậy? Bây giờ nếu mà quý vị vào trong một cái phòng
thu radio hay phòng thu TV một cái studio, như là thỉnh thoảng chúng tôi lên các đài radio, thì cái phù không thu âm họ phải có một cái gọi là có tường cách âm. Và cái tường cách âm đó là cái tường đó, họ dùng một số cái vật liệu về cách âm đó để cái âm thanh nó không có đi ra bên ngoài. Khi mà người ta thâu âm thanh của mình đó, thì ở bên ngoài không nghe được. Nếu mà họ dừng bách lá chẳng hạn, mình nói ở trong nói mà ở ngoài cũng nghe được rõ ràng đó, thì nó không có tường cách âm. Và cái tường cách âm tức là nó phải có một loại tường mà nó là một cái loại material này, nó tương đối nó mềm, nó giống như mốt vậy đó, nó soft, nó giống sponge để nó giữ âm thanh lại. Và như vậy đó thì cái tường cách âm đó là nó ngăn chặn cái khoảng trống và giữa người ở trong phòng và người ngoài phòng. Thì như vậy mình muốn nghe đó thì nó không phải có, nó phải thông, nó không có ngăn ngại. Mà khi đã có cái tường cách âm rồi đó thì không nghe được. Do vậy mình nói rằng thính giác thì cần có cái khoảng trống, và cần có cái khoảng trống cũng như như là thị giác cần ánh sáng vậy đó. Và cái khứu giác thì phải có gió. Gió tức là cái sự vận chuyển của khí. Quý vị nấu trong bếp cái mùi khét, và cái mùi khét nó không có bay, nó không có bay vào trong phòng ngủ, thì mình ngồi phòng ngủ mình đâu có biết là cái đồ mình nấu ăn nó khét. Dạ. Chúng tôi xin lỗi quý vị, nãy giờ chúng tôi nói quý vị ở trong phòng thoát và trong Zoom có nghe được không? Dạ. Dạ, dạ vâng. Thì như vậy á, đối với cảnh khí hay là các mùi, dù mùi thơm, mùi thối á, thì nó đều cần có cái gọi là cái sự luân chuyển, hay là cái gió. Gió ở đây tức là chỉ cho cái nó có thể bay từ chỗ này qua chỗ kia, thành ra vô cái nó mới đưa mùi đi, chúng ta mới có thể nghe được. Bây giờ quý vị nghe không được rõ, chúng tôi chờ chút xíu nha. Quý Phật tử có nghe được không? Dạ, bây giờ quý vị nghe được tốt chưa hả? Dạ. Và lưỡi á, thì nếm cảnh vị, thì cái vị giác á, nó cần một cái môi trường là nước, độ ẩm. Và cái nước á, nó chuyên chở cho cái vị. Chúng ta lấy ví dụ như nước bọt của chúng ta. Nước bọt hay chúng ta khi gọi là nước miếng á, hay là mình tất cả thực phẩm mà cái thực phẩm đó mà nó tiếp xúc với vị giác của chúng ta, nó với thần kinh vị, thần kinh thịt ấy, thì luôn luôn là nó cần có nước. Khi mà nó khô, mà quý vị cái lưỡi mà nó khô quá, mình nghe đau cái đau của lưỡi, cái khô của lưỡi nó thuộc xúc giác chứ không phải thuộc vị giác. Nhưng mà vị giác thì nó cần có nước, nó cần có cái chất độ ẩm và chất loãng để có thể tiếp xúc với vị giác. Và riêng về về xúc giác á, thì cái môi trường cái môi giới nó lại phức tạp hơn nhiều. Dạ, phức tạp hơn nhiều là nó cần một cái sự thô phục cương cứng của đất, rồi nó cần đến cái nhiệt lượng là nóng và lạnh. Và nó cần được cái sự di chuyển đất lửa gió của nước. Thì có dịp này nào khi chúng ta học qua sắc pháp thì chúng ta sẽ học với thêm một cảnh xúc. Học thêm một cảnh xúc. Và ngoài cái yếu tố mà môi giới, căn là một, cảnh là hai, môi giới là ba, thì chúng ta có một cái yếu tố thứ tư là sự chú ý. Không có chú ý thì không có nghe. Lấy một ví dụ là một người mà ngồi thiền mà tâm tập trung vào thiền, có khi trời sấm sét cũng không nghe, tại vì quá tập trung vào thiền, không có để ý đến cái âm thanh đó, mặc dù cái âm thanh sấm sét có đập vào lỗ tai. Hay là có những người ngồi mải mê coi phim, do họ tập trung vào phim quá mà cái nồi nước nấu nước mà nó kêu rồi rất là sôi, rồi họ cũng không nghe được. Không biết có bao giờ quý vị biết cái chuyện đó không? Tức là cái cảnh nó hiện ra đó, nhưng mà rồi
mình lúc mà mình đang bận tâm chuyện gì mình không để ý. Hay là thỉnh thoảng có những người đó, họ để cái chìa khóa ngay ở trước mặt họ đó, nhưng mà vì cái tâm họ đang bận suy nghĩ chuyện gì đó, họ không thấy được chìa khóa. Không phải con mắt không có khả năng thấy, nhưng mà thiếu chú ý. Thì cái này nói nó hơi khó tin, nhưng mà nếu mà chúng ta để ý cho kỹ, có những cái cảnh tượng nó xảy ra một lúc, nó có nhiều cảnh tượng, nhưng mà thiếu cái chú ý, thiếu cái sự để tâm, thì mình không có nhận ra được. Và thường là chúng ta nhận ra điều này khi mà mình quá tập trung vào cái gì đó, và quá tập trung vào gì đó mình không để ý luôn. Chúng tôi nhớ có cái chuyện như vậy, thưa quý vị, là có hai vợ chồng mới đi mua một cái máy mà ngày xưa là máy tức là cái máy hiệu Akai mà nó thôi để thu âm, mà nó cái cuồng, nó xài cuồng lớn, hồi xưa bây giờ không ai xài đâu. Và hai vợ chồng nhờ một cái người Phật tử lên chùa Kỳ Viên để thâu cái bài giảng của một vị hòa thượng, không biết hòa thượng nào, thâu về. Thì thứ gì khi mà về thì vị này mở ra để nghe pháp, mà cái bài pháp là bài pháp rất hay, cái máy nó lại cái máy rất là mới, thật ra vị này tập trung vào nghe pháp, nghe rất là hoan hỷ. Thì buổi sáng hôm sau vị này thức dậy á, thì vị này thấy rằng nghe ở trong cái gốc già mình đó, cái cây quỳnh hoa đó, ngày hôm qua nó nở rất nhiều, nó nở vì nó mười mấy hoa vậy, mười mấy hoa. Nhưng mà thường thường quỳnh hoa là nở vào buổi tối, và khi nở thì nó có cái mùi thơm, mùi hương. Nhưng vị này nó rất kỳ lạ, hồi tối qua mình cũng ngồi trong phòng khách mình nghe pháp chứ, nhưng mà sao mà không thấy qua quỳnh nó nở rồi, đã đành rồi, mà lại cũng không nghe mùi thơm đó nữa. Thì bà vợ nó, tại anh cứ lo anh nghe pháp, anh mê quá mà anh đâu có nghe, đâu để ý gì mà hoa nở. Thì thưa quý vị, ý chúng tôi muốn nói tại đây là khi một người tập trung một cái gì quá đó, thì gần như là họ không có chú ý đến cảnh khác. Thì cho dù cái chậu hoa quỳnh nở ở trong phòng, họ cũng không để ý nữa. Thì biết nó việc bình thường. Thành ra chúng ta nhớ rằng ở trong cái những cái tâm như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đó, thì nó rất cần đến một cái yếu tố, và cái yếu tố đó chúng ta gọi là có sự chú ý. Dạ, có sự chú ý. Bây giờ sau khi mà chúng ta nói về bốn cái hiện tượng này rồi, thì chúng ta phải nói đến ba cái khía cạnh mà đã được nói thường rồi, mà nhờ vào những điều hôm nay đó, chúng ta hiểu rõ ba khía cạnh đó. Cái khía cạnh thứ nhất đó, là sau khi nói những điều này thì chúng ta thấy rõ ràng rằng ngũ quan đó là nó chi phối bởi nghiệp quá khứ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì ngũ quan lệ thuộc vào ngũ căn, và các cảnh ở bên ngoài thì nó cũng là do nghiệp quá khứ chi phối. Yeah. Đó là đầu tiên. Việc thứ hai đó là ngũ quan đó biết cảnh sắc thinh khí vị xúc đó, là biết một cách trực tiếp. Dạ, biết cách trực tiếp. Tại sao chúng ta nói biết trực tiếp? Tại vì bây giờ là thí dụ nhĩ thức gọi là thính giác, thì nó cần phải có nhãn căn, nó có nhĩ căn, phải có cảnh thinh, và phải có khoảng trống để cho cái âm thanh nó được đi đập vào thị giác, nó phải có khoảng trống. Thì quý vị nghe những điều đó, kể cả sự chú ý, thì bốn cái yếu tố này nó đều có cách trực tiếp thôi. Dạ, nó trực tiếp, chứ nó không phải là cái chuyện mà đã từng trải qua rồi bây giờ nhớ lại, hay là chuyện suy diễn, cái chuyện tu hồng chút lục, mà nó là một cái gì rất là trực tiếp. Và do nó trực tiếp, thành ra chúng tôi dùng cái chữ là nguyên sơ, hay là trong cái danh từ anh ngữ họ gọi là raw material, tức là những cái dữ kiện, raw data, tức là những cái dữ kiện mà nó chưa được process. Xin lỗi quý vị, hình như quý vị đang có vấn đề gì trong việc nghe phải không? Dạ được, để cảm ơn quý vị. Khi mà chúng ta nói là cái raw material, tức là cái gì đó mà mình nhận vào ở trong cái hình thức nguyên nhất của nó, gọi là nguyên chất á, nguyên chất chưa có thẩm định, chưa có xử lý, chưa có phản ứng, chưa
Dạ. Ví dụ như mình thấy thấy thì thấy những dạng theo kỹ hà học đó, tức là vuông tròn màu xanh vàng đỏ trắng, đó là chúng ta quy quy. Nhưng khi mình nhìn thấy những đường nét, những màu sắc rồi mà mình có cảm giác cái màu tím là màu lãng mạn, hay màu xanh là màu hy vọng, thì cái chuyện màu xanh màu hy vọng màu tím lãng mạn đó thì nó đã qua cái quá trình xử lý của mình rồi. Dạ. Thì lúc đó nó không còn nguyên nguyên nữa, tại vì màu tím là màu tím. Còn cái chuyện lãng mạn, màu lãng mạn hay không là do chính mình dựa vào thói quen, mình dựa vào văn hóa, mình dựa vào cái gì đó. Dạ. Dựa vào cái gì đó. Tại không nên hiểu rằng một con nhìn thấy con thiên nga, nhìn thấy con thiên nga mà nó hai con thiên nga bơi lội trên hồ mà mình thấy nó lãng mạn á, thì cái đó là thị giác không? Thị giác không có đóng vai trò mà nhận hình ảnh con thiên nga là lãng mạn. Thị giác chỉ thấy rằng có một cái vật thể như vậy, di động như vậy. Còn cái chuyện mà con thiên đó là con thiên nga và con thiên nga nó lãng mạn đó, nó thuộc về ý thức. Dạ. Thì cái điểm này chúng ta sẽ đi cái về ý thức, về xử lý đó, chúng ta sẽ đi sâu vào. Để chúng ta nên phân biệt đó là cái cách thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, hay là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, nó biết cảnh sơ khởi, cảnh nguyên nguyên, hay là cái cảnh mà chưa có process, chưa có nồi nặng, chúng tôi gọi là, chúng anh gọi là raw material. Dạ. mình mới cái ban đầu thôi, chưa có tô hồng chút lục vẽ rắn trên chân, chưa có thứ này thứ kia. Thì đó là cái mà chúng ta hiểu tại sao chúng ta nói rằng ngũ sông thức là cái tâm tương đối rất là mùi lực. Dạ. Rất là mùi lực. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói sang một cái chuyện, nhân dịp này chúng tôi muốn nói về ngữ và nghĩa. Ở trong Thắng Pháp, hay quý vị nghe rất nhiều về cụm từ này gọi là cảnh ngủ quá khứ. Cảnh ngủ quá khứ không phải là cái cảnh mà mình đi ngủ trước đây, không phải vậy. Ngủ là năm. Cảnh ngủ ở đây là cảnh của ngũ quan. Và cảnh ngủ quá khứ, cảnh ngủ ở trong Thắng Pháp là cảnh ngủ, tức là sắc thinh khí vị xúc. Và cảnh ngủ quá khứ là sắc thinh khí vị xúc của cái đã qua. Thì cảnh ngủ quá khứ này nó thuộc về cảnh pháp, chứ nó không phải là thuộc về cảnh ngủ nữa. Mà chúng tôi lấy ví dụ là sáng nay có một người cho chúng tôi một ly cà phê. Và bây giờ chúng tôi đang nói chuyện với vị, tự nhiên chúng tôi nhớ ly cà phê rất là ngon. Thì cái mùi và cái vị cà phê ngon đó, bây giờ chúng tôi nghĩ đến đó, nó là một hồi ức, mặc dù hồi ức trông rất ngắn, nhưng mà cái mùi vị cà phê nó đã qua rồi. Thì bây giờ chúng tôi nghĩ đến mùi vị, thì cái mùi vị nó thuộc về cảnh pháp, chứ nó không thuộc về cảnh khí, không thuộc cảnh vị nữa. Dạ. Nó thuộc về cảnh vị nữa. Thật ra đa phần những gì mà chúng ta xử lý đối với năm cảnh, thì lúc đó cái năm cảnh đó, nó không còn là sắc thinh khí vị xúc nữa, mà nó thuộc về cảnh ngũ quá khứ. Và cảnh ngũ quá khứ đó nó được liệt kê vào cảnh pháp ở trong sáu cảnh. Giờ chúng ta nghe nói sắc thinh khí vị xúc pháp, và cái pháp này đó là nó ngoài những cái sự trừu tượng, ngoài những cảnh như chúng ta suy tư không thuộc giác quan, nó còn gói ghém trong đó những cái cảnh sắc thinh khí vị xúc đã qua. Thì như vậy tất cả những cái xử lý của chúng ta đối với những cảnh hiện vào đó, ở trên thực tế đó, nó không phải là cảnh mà chúng ta biết trực tiếp, mà cảnh đó là nó là cái mà chúng ta gọi là impression, hay là cái ấn tượng còn lưu lại, và ấn tượng lưu lại trong tâm. Và cái tâm xử lý đó, là cái tâm mà nó, cái tâm xử lý cháu cái đá đó, là cái tâm mà nó có cái phản ứng đối với các cảnh đó. Vì vậy khi mà quý Phật tử mà học trong ví dụ pháp, có những thứ mà người ta không có chúng tôi nói như vậy là nói thì phải nói cho chính xác. Dạ. Nói cho chính xác chứ không có nên nói nhập nhằng. Chúng ta nói nhập nhằng trong ví dụ văn học, triết học chúng ta nói sao cũng được, nhưng mà cái Thắng Pháp thì đòi hỏi ở đây cái độ tinh xác. Dạ. Độ tinh xác. Tại sao mà phải phân biệt cũng cảnh sắc, mà cảnh sắc hiện tại và cảnh sắc quá khứ,
Tại vì cái sắc hiện tại là cảnh của thị giác, mà cảnh sắc của quá khứ nó cảnh sắc quá khứ nó không còn cảnh sắc nữa, mà nó là cảnh pháp. Và bây giờ này á, đi càng xa thì nó càng quan trọng. Đi càng xa thì nó càng có một những cái ý nghĩa mà chúng ta cần phải phân biệt. Và thưa quý vị, chúng tôi cũng muốn mọi người nên cẩn thận. Hồi nãy chúng tôi nói rằng nhãn vật hay nhãn căn không đơn thuần là con mắt, hay là nhĩ vật nhĩ căn không đơn thuần là nó không đơn thuần là lỗ tai, rồi hay là lỗ mũi, lưỡi. Khi mà chúng ta nói như là thiệt căn, nói là thần kinh thiệt đó, thì đó là những cái thần kinh mà khi nào mà cái lưỡi chúng ta bị bệnh hay gì, chúng ta thấy có những cái một những cái hộp nhỏ, thì những hộp nhỏ cái đó là thần kinh thiệt hay là thiệt căn, chứ không phải là nguyên cái lưỡi của chúng ta. Dạ, nguyên cái lưỡi. Và khi mà cái lưỡi chúng ta mà bị khen khơi so, bị lỡ lưỡi, khi nào bị đạn á, đạn mà lỡ mục, thì cái đạn nó làm lưỡi bị đau, cái đó nó không thuộc về cảnh thiệt, mà cái đó nó thuộc về cảnh xúc. Dạ, cảnh xúc. Còn cái thần kinh thiệt á, là nó chỉ bắt cảnh vị thôi, tức là những cái thần kinh như đầu lông mô nhiễm mà những mục nhỏ ở trên lưỡi mình, mà nó có thể phân biệt à đây là mùa, đây là vị ngọt, đây là vị chua, đây là vị đắng, thì cái đó gọi là thần kinh thiệt. Chúng ta nên nhớ để ý. Thật ra ở trong tiếng Anh con mắt là eye, nhưng mà thần kinh nhãn hay thần kinh thị giác nó gọi là optic nerve, hay là acoustic nerve là thần kinh của thính giác. Thần kinh nhãn nó không phải hẳn, nó nằm ở trong con mắt, nhưng mà con mắt không hẳn là thần kinh nhãn. Cái này là cái mà chúng ta phải rất là cẩn thận. Rất là cẩn thận khi mà chúng ta học vào điểm này. Thưa quý vị, bây giờ thì chúng tôi xin nói qua một cái điểm khác, là những điều mà rất là mong mọi người cùng nhớ, là tuy rằng ngũ quan hay tâm ngũ quan, hay là trong cái gì pháp gọi là, trong thắng pháp gọi là ngũ song thức, nó tương đối trong bụi lược, nhưng mà nó là một sự thể hiện rất lớn của nghiệp quá khứ. Thể hiện rất lớn. Một người sinh ra đời mà không bao giờ thấy được những cái sắc đẹp, ít khi nghe được tiếng hay, ít khi mùi người nếm mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, mà thân xúc lạc, và như vậy đó, thì do cái nghiệp cực nặng trong quá khứ. Ở trong hiện tại thì Hoa Kỳ, thưa quý vị, đang có một cái cuộc đang có những cái biến loạn xảy ra, có rất nhiều người biểu tình. Ở trong cuộc biểu tình đó thì họ nhắc lại một cái hình ảnh của cái thời xưa, là thời kỳ mà Hoa Kỳ mà chế độ nô lệ mà còn hợp pháp ở đây. Thì khi mà nhắc lại chế độ nô lệ đó, thì thưa quý vị, người Việt Nam của chúng ta ít bao giờ ai muốn đọc về cái thảm trạng của những người nô lệ. Trong những sắc dân mà đến Mỹ á, thì cái người nô lệ là những người di dân mà không phải do cái ý muốn của họ. Họ đến đây tại vì người ta bán, người ta đưa họ đến đây. Và khi họ đến đây thì họ làm việc rất là cực khổ. Họ đi trên những con tàu từ Bình Phi Châu sang đây, họ bị cột trói vào trong tàu. Mà khi mà họ đưa qua đây đó, thì cái số người chết nhiều hơn số người sống sót. Tại vì ở trên tàu là bệnh tật rồi đói lạnh, họ chết. Và khi họ qua đây họ làm việc rất là vất vả. Và người chủ mua họ về giống như là mua con trâu để kéo cày vậy đó. Rất là thảm. Thứ quý vị thấy người ta nuôi con trâu, chứ ít có ai mà chăm sóc tốt cho con trâu lắm. Con trâu trừ khi ở vùng mũi họ xong thôi, chứ cái chỗ ở thì dơ dái, đâu ai làm ở sạch cho chỗ con trâu đâu. Rồi người nô lệ họ ở rất là cực khổ. Thì chúng ta đọc vào những cái tác phẩm mà liên quan đến người nô lệ, ví dụ như một quyển mà được dịch sang
Dạ, Nam Mô Bát Tha Giá với kính bạch thượng tọa chắc cũng rung không hết nghe rồi, kính thỉnh thượng tọa cầm bích lại ạ. Dạ, quý vị có nghe lại được không hả? Không biết quý vị có nghe lại được không? Dạ. Thì thưa quý vị, quý vị nào đọc tác phẩm Túp Lều của chú Tom hay là ngay cả một tác phẩm rất là nổi tiếng là Cuốn Theo Chị Dọa chẳng hạn, thì chúng ta thấy những cái thân phận của người da đen, những người nô lệ rất là khổ. Khổ lắm. Chúng ta ít khi nào cảm nhận chuyện đó, tại vì những người Việt Nam mà đến Mỹ rất là sung sướng, không giờ nghĩ đến cái thân người nô lệ. Họ phải sống ở trong cái sự nóng và lạnh, nó thiếu tiện nghi, ăn uống những thức ăn rất là tầm thường, và bị đánh đập, chưa kể là họ bị tận dụng rất là nhiều thứ, khổ sở và rất là khổ sở. Thì khi mà chúng ta về cuộc đời của họ đó, thì mình hiểu được là kể cả cảnh sắc sinh khí vị xúc, thấy nghe ngửi nếm đụng của thế giới họ đó, đa phần là những cảnh tượng không có khả ái, không khả ý, không có vừa lòng, và hoàn toàn không có vừa lòng. Và khi mà chúng ta hiểu được điều này đó, thì chúng ta sẽ nhận ra là những gì mà đa số chúng ta có ngày nay đó là chúng ta rất có phước. Nhưng mà nói như vậy thì khó tin. Ngay cả có nhiều người sống ở Mỹ này, đi ra ngoài có xe, chưa bây giờ lo chạy cơm, chạy gạo từng bữa. Ăn thì thích cái gì ăn được cái đó, nhưng cũng không thấy mình có phước. Nói rằng quý vị có phước, quý vị không tin. Còn cái đó có gì có phước, mình đâu phải là mình giàu có, mình đâu phải làm thế này thế kia đâu. Nhưng mà kỳ thật chúng ta có phước. Ngay cả chuyện rất là đơn giản, quý vị. Buổi sáng mình chạy trên một con đường, một con đường không có gồ ghề, một con đường thênh thang rộng, mặt trời lên cao và hai bên có hoa. Chúng ta rất là vô tình. Dạ, chúng ta rất là vô tình. Ít bao giờ chúng ta ý thức được rằng cái cảm giác mà lái xe một cách êm ái trên một con đường tốt đó là một cảnh xúc quả thiện. Và chúng ta rất có phước. Tại vì quý vị không thấy, nhưng mà khi chúng tôi có đi hành hương, chúng tôi hành hương thứ gì, chúng tôi đi qua những chặng đường mà nó dễ sợ lắm. Dạ, nó dễ sợ lắm. Tức là người ta không nói ổ gà, người ta gọi là ổ voi đó, nó dằn đủ thứ. Và có lần chúng tôi đi với Siêu Nguyên Thông qua bà Ấn Độ, mà trong một cái thành phố trời nóng như thiêu, trời nóng nóng lắm á, mà không có chỗ nào cũng mà lạnh. Không có chỗ nào là, quý vị nghe nói rất là khó tin hả? Và khó tin chúng ta sống trong thời đại, nhưng không có chỗ nào để mà trốn hết. Tức nó nóng ở đâu, đi đâu cũng nóng. Và cái chỗ nó dơ đến nỗi mà mình đi tìm một cái chỗ để ăn không có dễ. Tại chỗ nào nó cũng thấy dơ hết. Dĩ nhiên là cái chuyện đó mình nói sao kén quá. Nhưng mà kỳ lạ, quý vị nào qua Ấn Độ đôi khi quý vị đi gặp cái chuyện như vậy. Tức là đi cả buổi mấy tiếng đồng hồ không tìm chỗ nào sạch để ngồi soạn được. Thì bây giờ thì chúng ta mới nhớ lại là cái sắc thinh khí bị xúc mà mình đang có ở một nơi nào đó, nó là mình có phước lắm. Và mình có phước lắm chứ không phải có phước. Không phải là mình thấy được cảnh đẹp, mình nghe được tiếng hay, mình ngửi được mùi thơm, nếm vị ngon, thân xúc lạc, mà cái đó nó chỉ là chuyện tình cờ đâu, không có đâu. Mình nói luxury thì đó là chuyện ta nói bây giờ, nhưng mà nói từ ngôn ngữ Phật pháp là quý vị có phước. Dạ, chúng ta có phước. Và chúng ta nên biết được đó. Dạ, chúng ta nên biết. Nếu chúng ta không biết được điều đó thì chúng ta sẽ có vấn đề. Dạ, chúng ta có vấn đề lớn á. Dạ, vì chúng ta không ý thức được là mình có phước nhiều nào nào. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi muốn nói sang một cái khía cạnh khác của bài học ngày hôm nay là mặc dù năm thức này học biết cảnh rất là sơ khởi, rất là sơ khai, nhưng mà nó biết cảnh một cách rất là trung thực. Dạ, nó biết cảnh rất là trung thực. Vì con mắt tiếp xúc với cảnh sắc, nó chưa qua cái giai đoạn process, nói từ tiếng Anh, nó giai đoạn chúng ta chưa qua giai đoạn thẩm định, nhồi nặng xử lý.
nó chưa có giai đoạn đó. Do đó nó là cảnh rất là quy nguyên. Nên ở đây nó cũng có một cách đó là nhiều khi chính là chúng ta tận dụng những điều này đó, chúng ta sẽ bớt đi những cái ý nghĩ, những ý nghĩ gọi là phẫn vơ, những ý nghĩ chủ quan. Lấy một ví dụ như là một khi hành giả tu tập thứ niệm xứ mà chúng ta chỉ theo dõi hơi thở ra vào, theo dõi hơi thở thường bị xúc giác, thưa quý vị. Dạ, xúc giác tức là do cái hơi gió nó qua mũi của mình cảm được. Dạ, cảm được là cái hơi thở ra vào thì tôi bị xúc giác. Thì cái xúc giác đó nó là một cái cảnh ở trong một tình trạng gọi là nguyên chất. Dạ, nó như vậy đó. Hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra. Bằng chân nhấc lên, đưa xuống đặt xuống, đưa tới đặt xuống, dỡ bước đạp, chúng ta biết rõ. Thì những cái biết về thân thọ tâm ở trong tứ niệm xứ, chúng ta chưa nói đến pháp, chúng ta nói thân thọ và tâm thôi, là một cái biết, biết cảnh ở trong một cái hình thái quy nguyên nhất, chưa có ý kiến. Chưa ý kiến, người miền Nam hay có nói gọi là ý kiến ý còn. Ý kiến ý còn tức là ý đại khái là cái cảnh đó mình thấy rồi mình cho nó làm thế này, cho làm thế kia không. Cái ý kiến đó là ý kiến rất, một cái cảnh đó, một cái dạng rất là một, rất là nguyên sơ. Và càng sống với cảnh như vậy, cái tâm của chúng ta càng ít chủ quan. Ít chủ quan là một, chúng ta ít vẽ vời, chúng ta ít sống với định kiến. Và chúng ta sẽ cảm nhận nhiều ở trong đời sống. Ví dụ như tại sao người Âu Châu đó, họ rất là quan trọng là đi nghỉ hè, mình gọi là đi vacation, hay là họ nói đi vacăng. Tại vì khi mà chúng ta đi nghỉ hè, mình đi đến một vùng đất lạ. Thường là họ đi nghỉ hè ít bây giờ họ trở về vùng đất mà họ đi hoài luôn. Họ đi những vùng xa lạ. Khi đến vùng đất xa lạ thì cái tâm của chúng ta nó bớt đi cái thái độ là chủ quan, phải thế này, phải thế kia. Nhưng mà do vùng đất xa lạ đó, chúng ta thấy nhiều hơn, nghe nhiều hơn, tức là chịu thấy, chịu lắng nghe, hơn là lúc nào cũng bày tỏ cái ý tưởng chủ quan của mình. Về điểm này đó, thì tương đối là nó có một giá trị, một giá trị đặc biệt. Ý chúng tôi muốn nói nhiều là một khi mà ngũ căn của chúng ta tiếp xúc với năm cảnh đó, thì cái cảnh đó trong tăng pháp gọi là cảnh chân đế, hay cảnh thực tính, cảnh thực pháp thực tính, cái cảnh pháp thực tính ở đây, cái cảnh đó không phải là do vẽ vời mà ra. Ví dụ như chúng tôi ngồi ở đây trong một căn phòng và chúng tôi đọc một bài thơ, chúng tôi cảm nhận bài thơ đó. Chúng tôi cảm thấy nó hay, nó dở, nó đẹp, không đẹp, thì cái đó là cái ý tưởng chủ quan. Dạ, ý tưởng rất là chủ quan. Nhưng mà nếu chúng tôi lên vào Phật mà chúng tôi ngồi nhìn hơi thở ra, hơi thở vào, thì cái hơi thở đó là cảnh xúc. Và cái cảnh xúc đó nó là cảnh chân đế của pháp thực tính. Hoặc giả là chúng tôi đi bộ mà chúng tôi vừa đi vừa ý thức được cái bước chân của mình, mình đang đi thế nào, đi có vững hay không, mình sẽ đến điểm nào rồi điểm nào quay lại, mà có cái ý thức trọn vẹn mà chung quanh, nó sẽ đưa chúng ta trở về cái gọi là cái pháp thực tướng. Và cái tâm của chúng ta nó khách quan nhiều hơn là chủ quan. Vì vậy có người mình nói như vậy là mình trưởng thành. Mình trưởng thành là mình học nhiều và mình có nhiều cái tài nghệ, như là mình giỏi làm thơ, mình giỏi viết nhạc, mình là một nhà văn hóa có tiếng, mình là một nhà chính trị lỗi lạc. Mới nghe thì nghe hay lắm, nhưng mà đa số những cái vai trò là một chính trị gia, hay một nhà văn hóa, hay một nhà thơ v.v. nó là một cái sống chủ quan. Chủ quan là sao? Là mình đã sử dụng một số những gì của cuộc sống để mình nhồi nặng đó, để mình nhồi nặng nó trở thành một ý tưởng. Bởi vì một nhà thơ thì thấy thế giới này cũng nào cũng thơ, nắng cũng nắng, ánh nắng xuyên qua lá cũng thơ, rồi mưa xuống cũng thơ.
rồi trời lạnh của mùa thu cũng thơ. Rồi một nhà chính trị thì nhìn thấy ở đâu cũng có chính trị, một thương gia nhìn thấy ở đâu cũng là chuyện làm ăn buôn bán. Nhưng mà với một người mà tận dụng được năm cái cảnh sắc thinh khí vị xúc ở trong cái quyền trong cái hình thái gọi là nguyên sơ nhất, chúng ta dùng chữ nguyên sơ tức là chưa có nồi nặng đó, thì người đó có thể tu được. Nói nghe cũng kỳ, tại vì mình rất nhiều mình nghĩ rằng sắc thinh khí vị xúc là cái gì mà nó làm gọi là dục trướng dưỡng, mà những cái sự gì thuộc về đời sống nội tại, đời sống tinh thần thì nó là đời sống tu. Nhưng mà kỳ thật cái mà chúng ta suy tưởng nhiều đó là chủ quan nhiều, và bởi vì trong cái cách tu thiền thì chỉ hay thiền quán đó, thì thí dụ thiền chỉ thiền quán thường dùng hai thứ rất là phổ thông, đó là thị giác và xúc giác. Tại vì thị giác và xúc giác là hơi thở, và hơi thở lúc nào cũng có, và thị giác là giống như là họ dùng những hình ảnh, cảnh tượng của tử thi, cảnh tượng của màu sắc như là xanh vàng đỏ trắng hay là đất nước lửa gió và vân cảnh tượng. Thì ở đây chúng tôi muốn nói rằng tuy rằng ngũ quan mới nghe như là một vết thương, như là một cái chỗ nhược, chỗ phiền não sanh khởi, chuyện đó không phải là sai, nhưng mà từ chỗ đó người tu tập lại tận dụng được. Còn đi vào cái thế giới miên man tâm tưởng, miên man cái tư duy trong lòng á, thì mình nghe đó là đời sống tình, nhưng kỳ thật rất là chủ quan. Bởi vì có nhiều vị họ nói rằng mấy ông thầy tu có vị rất là chủ quan, mình chưa có đúng chứ không đúng được. Tại vì sao vậy? Mình học một cái hệ thống giáo điển và mình đưa ra những cái quan điểm, những lý luận về tôn giáo, thì trong cái thế giới của suy tư nó chủ quan lắm. Còn một bác nông dân mà là cày sâu cuốc phẩm á, chỉ biết đến là khi nào mưa, khi nào nắng, khi nào cày ruộng, khi nào cấy ruộng, mà đôi khi cái tâm tư nó là khách quan, là trung thực hơn, nó là ít có cực đoan hơn mấy ông thầy tu. Chúng tôi nói xin lỗi quý vị quan nghĩ là ở đây chúng tôi nói trong một cái phương diện này, không phải là chúng tôi chê mấy thầy tu, tại chúng tôi cũng là vị tu sĩ, chúng tôi không có chê. Nhưng mà phải nói rằng đối với những người mà đi làm về tôn giáo, về văn hóa, về chính trị, cái tâm rất là chủ quan. Dạ, tại vì sao vậy? Nó trải qua một cái tiến trình nhồi nặng. Nhưng mà với những người tu thiền mà nhất là tu về thiền quán, thưa quý vị, càng tu tiến tiên sĩ càng tu tập thì càng bớt đi những cái thái độ mà suy diễn tô hồng chút lục rẽ vẽ rắn thêm chân, nghĩ là thế này, thế giới kia là thế khác, mà chỉ biết là hơi thở vô, biết hơi thở vô, hơi thở ra, biết hơi thở ra, hơi thở vô dài, biết hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài, hơi thở vô ngắn, biết hơi thở vô ngắn, hơi thở ra vô dài, biết hơi thở vô dài. Cái chuyện đó rất là kỳ cục. Chúng tôi nói kỳ cục ở đây tức là nhiều người nghĩ rằng mình tu là mình hướng về đời sống nội tâm, mình không để ý đến sắc thinh khí vị xúc. Không phải, mới nghe thì nghe nó có lý đó, nhưng ở trên thực tế nó không đúng như vậy. Người tu tập là người vẫn sống với sắc thinh khí vị xúc, nhưng mà sống ở trong cái ý nghĩa là nó như thế nào biết như thế đó, nó sanh biết cái sanh, nó diệt biết nó diệt. Mà cái người mà sống mà gối ghém quá, nội tại quá, họ miên man quá, thì đôi khi đó ở trong một cái sự rút lui về nội tâm đó, rút lui về nội tại đó, nó lại là tạo ra một cái thế giới chủ quan rất ức lực cực đoan. Về việc này mà chúng ta nên cẩn thận. Bây giờ thì chúng tôi xin kết thúc bài học về ngũ quan đi, và chúng tôi nói như vậy là khi quý vị học về Thắc Mắc A Tỳ Đàm, một bài học nói về ngũ quan không có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu hết về ngũ quan, mà chúng ta phải học về những cái tâm tiếp theo. Thí dụ như kháng ngũ môn, kháng y môn, kháng ngũ môn thế nào, rồi tiếp thu thế nào, quan sát thế nào, và tâm xử lý thế nào, vân vân. Thì học những bài học đó thì cái bài học ngày hôm nay sẽ rõ hơn. Cái đó là cái rất là lạ của môn Thắng Pháp. Môn Thắng Pháp là không có một bài học nào mà nó hết trọn vẹn những điều đó. Ví dụ như là hôm nay chúng ta học về tâm ngũ quan, rồi khi chúng ta học về các thuộc tánh, những cái tâm sở, những thuộc tánh, thì chúng ta cũng sẽ trở lại một phần với những tâm này. Rồi khi chúng ta học về những diễn trình tâm thức, chúng ta sẽ trở lại.
Rồi kể cả khi chúng ta học về duyên sanh duyên hệ chúng sanh trở lại, thì càng học như vậy thì chúng ta càng hiểu cái bài học ngày hôm nay nhiều hơn, chứ không có phải là một bài học ngày hôm nay mà chúng ta hiểu được tất cả. Chúng tôi xin kết thúc bài nói chuyện hôm nay ở tại đây, và bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Thưa quý vị, chờ chúng tôi một chút, chúng tôi không thấy Thượng tọa Tu Siêu của mặt ở trong. Có vị nào có thấy được Thượng tọa Tu Siêu không ạ? Dạ bạch Thượng tọa Tu Siêu, xin kính thỉnh Thượng tọa khoan hỷ nói cho vài lời liên quan đến bài học về ngũ quan ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ có phần thảo luận. Kính cùng thỉnh Thượng tọa Tu Siêu. Nam mô Phật Thầy. Thì xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, có một vấn đề mà chúng ta phải biết, tại sao cái tâm ngũ quan hay là ngũ sở thức nó chỉ là đơn thuần, và mùi lực khi đại chúng ta có lẽ là chúng ta cũng đã nghe Trần Tội Giác Trẩn giảng sư trình bày. Ở đây chúng tôi cũng chỉ nói thêm là trong A Tỳ Đàm có đề cập đến một vấn đề mà có lẽ chúng ta không nói đến không được, đó chính là các cái thuộc tính của tâm. Nói cách khác tức là những cái tâm sở tương ưng với tâm. Tâm nào có những cái có nhiều tâm sở phối hợp thì tâm đó nó có cái mãnh lực, có một cái sức mạnh nhưng mà những tâm nào mà ít có các cái thuộc tính phối hợp thì những tâm đó là những tâm rất là mùi lược, yếu ớt. Vì vậy
sanh thức hay là tâm ngũ quan, nhãn thức, dĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, những tâm này, mỗi một thứ tâm nó chỉ có 7 cái thuộc tính thôi, tức là xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, đoạn quyền, tác ý. Nó chỉ có 7 cái tâm sở biến hành phối hợp. Ngoài 7 tâm sở biến hành đó thì không có những cái tâm sở nào khác. Thậm chí là tự tha biến hành, tầm tứ thắng giải, cần hỷ dục cũng không có phối hợp trong ngũ sanh thức, đừng nói chi là những cái tâm tâm sở thuộc về bất thiện hay là tâm sở thuộc tịnh hảo. Cho nên chúng ta cần lưu ý rằng là đối với cái tâm ngũ quan khi mà nó đối chiếu với cảnh thì đây được gọi là xúc. Khi tâm ngũ quan có cái cảm thọ, tức là thọ tâm sở tương ưng, thuộc về xã, hay là thân thức thì nó thuộc về thọ ưu, thuộc về thọ khổ, thọ lạc. Rồi tưởng, khi mà tâm nhãn thức thấy biết cảnh sắc, dĩ thức nghe biết cảnh thinh, vân vân, cái sự nhận biết cảnh đó là do nơi thuộc tánh sở tưởng, thuộc tánh tưởng, tưởng hay là tưởng quẩn, nó có cái chức năng là giúp cho tâm nhận biết cảnh. Rồi tư chetana, cái thuộc tính này nó phối hợp với tâm ngũ giác quan, biết cảnh một cách chính xác. Rồi cái thuộc tính nhất hành ekakata đó, nó phối hợp
với tâm ngũ quan. Mặc dù từng sát na, cái tâm ngũ quan nhãn thức sanh khởi trong nội tâm nó chỉ có một sát na rồi biến mất. Mặc dù chỉ trong một sát na thôi, một sát na tâm, nhưng mà ở trong đó đã có ekakata, tức là nhất hành, làm cho tâm trong ngay vào cảnh. Và thuộc tính mạng quyền Chivitriya Chetasika là ngũ sung thức, hay là cái tâm ngũ quan mà có được và tồn tại trong ba sát na tiểu, tức là sanh trụ và diệt, upati thì tí phần gá, nó tồn tại được trong ba sát na như vậy là do có cái thuộc tính thuộc về bản quyền. Và cuối cùng thì có cái thuộc tính là tác ý, manasikara chetasika. Và bởi vì khi giảng thức bất cảnh sắc, nhĩ thức bệnh cảnh bất cảnh thinh vân vân, nó phải có được giới hạn cảnh. Và muốn biết được một cái cảnh sắc cho nó toàn diện thì phải sanh khởi cái lộ nhãn môn nhiều lần và rất nhiều lần. Và tiếp theo cái lộ ngũ môn sẽ là lộ ý môn mà tiếp nối lộ ngũ. Như vậy thì tâm này nó có bảy cái thuộc tính, hay chúng ta gọi là bảy cái khía cạnh. Và chỉ bảy mà thôi, cho nên nó trở nên suy, trở nên yếu, và chỉ rất là chỉ đơn thuần, chứ không có cái chức năng mạnh mẽ như là những cái tâm châu quanh á mà chúng ta sẽ học tới trong nay bài. Và đó là lý do tại sao nói ngũ sung thức là một cái tâm nhận biết cảnh một cách nguyên sơ mũi lược, là chúng ta phải hiểu qua thuộc tính phối hợp với
với tâm. Ở đây chỉ có bảy giới tâm sở. Biến hành mà thôi. Đến đây thì chúng tôi thấy có câu thảo luận số 1 mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa soạn xong. Chúng tôi xin trao viết lại thỉnh Thượng Tọa điều họp. Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính trưng Thượng Tọa Từ Sư. Bạch Thượng Tọa Từ Sư, Thượng Tọa hoan hỷ cho biết rằng ngũ quan hay là ngũ song thức nó có bị ảnh hưởng bởi thường cận y duyên hay ảnh hưởng thói quen của quá khứ không? Tại vì có nhiều người họ nói rằng con mắt thấy sắc, tai nghe tiếng là nó dựa vào thói quen. Có người thói quen hay thích nhìn cái này, ngắm cái kia, hay thích nghe cái này, nghe cái kia. Nhưng mà trong thắng pháp á, thì ngũ quan hay là ngũ song thức có bị ảnh hưởng bởi thói quen không? Ảnh hưởng bởi thường cận cái duyên không? Và nếu không có thì tại sao? Xin kính thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trở lại. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, về căn bản mà nói thì thường cận ý duyên nó cũng trợ cho tất cả tâm chung chung nhưng mà nếu xét theo một cái lý đặc biệt thì chúng ta thấy rằng là cái ngũ thức hay là cái tâm ngũ quan nó chỉ đơn thuần yếu ớt và nó là cái tâm quả của bất thiện hay là tâm quả của thiện. Cái vấn đề mà người ta nói một người có thói quen thích nhìn cảnh sắc hay là nghe tiếng, cái này là nó hơi đi hơi quá xa. Quá xa có nghĩa là họ nói như vậy có nghĩa là một cái tiến trình tâm rất dài rất nhiều để mà nhìn biết cảnh sắc hay là nghe biết cảnh thinh, gửi biết cảnh trí, vân vân, bằng một cái lộ tâm y môn mà trong đó thì bị cái tâm động lực châu đá hay là bảy cái tâm xử lý cảnh nó đóng cái vai trò
làm cho nhận thức rõ ràng về cảnh sắc đẹp hay xấu, và cảnh sắc đó đáng yêu hay là không đáng yêu, vân vân. Cái này là do một cái quá trình dài của các lộ tâm về sau, chứ ngay chính bản thân cái tâm ngũ thức thì nó chỉ đơn thuần bộ lược và ở trong một cái diễn trình tâm chiết tâu quy thí thì nó chỉ khởi có một cái sắc na tâm, cho nên cái sự chi phối bởi cái thường cử ý duyên đó là một cái điều không đáng kể. Chẳng hạn như là chúng ta muốn nói một người, có những người thì họ thích nhìn cảnh sắc với màu xanh, họ thích nhìn cảnh sắc với màu vàng, màu đỏ, màu trắng, vân vân. Thì cái thích đó là do cái thường cử y duyên, nhưng mà cái này nó thuộc về cái tâm xử lý cảnh về sau này, chứ không phải là ngay trong đó. Cái tâm ngũ quan hay ngũ thức thì nó rất là quy sơ, nó biết cảnh rất quy sơ và không có một chút gì mãnh lực của tâm biết cảnh. Cho nên theo chúng tôi thì nó không đáng kể là bị chi phối bởi cái thường cận ý duyên hay bằng cái thói quen. Mà con người có cái thói quen nhìn cảnh sắc, nghe tiếng, vân vân, thì cái đó nó do cái ý thức hệ, cái ý thức hệ mà thuộc về cái tâm châu cánh á ở trong cái lộ trình tâm ý y một. Lẽ nữa, nếu mà chúng ta nói cho có nói đó, thì cái tâm ngũ quan hay là ngũ thức đó, được gọi là bị chi phối bởi cái thường cận ý duyên là như thế này, là bởi vì ở trong đời quá khứ, một con người, một chúng sinh khi mà họ tạo thiện nghiệp hay là bất thiện nghiệp, họ có cái khuynh hướng họ thích cảnh sắc, thích cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Và cái sở thích này nó trở thành cái thường cận ý duyên, nó hiệp lực với cái vị thời nghiệp duyên để tạo ra những cái tâm quả. Và trong những tâm quả đó, tức là 15 tâm quả vô nhân, và trong 15 tâm quả vô nhân đó thì có 7 quả vô nhân thuộc về quả bất thiện, và 8 quả vô nhân thì nó thuộc về quả thiện. Đó là chúng ta nói chi phối bằng cách là thường cận ý duyên, là chúng ta nói như vậy, một cái chính xác như vậy. Còn khi mà chúng ta nói do cái thường cận ý duyên mà người thích màu này, người thích màu kia, người nghe cái âm thanh này, người thích nghe âm thanh nọ, cái đó
thì nó không bị chi phối bởi cái từ khởi duyên đâu. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận số 1. Xin cung thỉnh chúng tôi được đăng trở lại Nam Mô A Di Đà. Cha thú kính trình từ tòa thầy sư. Bất thưa tòa thầy sư, ở đây chúng ta thấy rằng là quả của nghiệp đó, nó chiêu cảm qua ngũ quan. Nhận thức có thể là quả thiện, có thể là quả bất thiện, nhĩ thức cũng vậy. Và cái cách nói thường thức ở bên ngoài, họ nói rằng nếu Thượng Đế cho bạn một cái chanh thì hãy dùng nó để pha một ly nước cam, một ly lemonade để uống. Thì cái chanh thì nó chua, nhưng mà không dùng cái chua đó để mà phiền hà, mà dùng nó để pha thành nước chanh. Thì chúng ta có thể nào chuyển hóa nhãn thức quả bất thiện trở thành nhãn thức quả thiện bằng cách khéo suy nghĩ đó hay không? Tức là ở đây chúng ta thấy có sự phân định rạch ròi giữa quả thiện và bất thiện. Nhưng ví dụ như chúng ta có thể chuyển hóa từ quả bất thiện sang quả thiện bằng cách suy nghĩ đó hay không? Hay là khi nó sanh khởi, thiện là thiện, quả thiện là quả thiện, quả bất thiện quả bất thiện? Kính thỉnh chư tổ hoàn thiện trở lại. Xin lỗi quý vị, cái cell phone của chúng tôi nó hết pin, cho nên bây giờ chúng tôi trở lại cái laptop. Quý vị có nghe rõ được không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Dạ, xin lỗi quý vị chờ chút. Kính thưa quý vị, chúng ta không thể nào thay đổi từ quả bất thiện sang quả thiện được. Nhãn thức quả bất thiện là quả bất thiện, nhãn thức quả thiện là nhãn thức quả thiện. Nhãn thức quả bất thiện thì thấy cảnh sắc xấu, thấy biết cảnh sắc xấu. Còn nhãn thức quả thiện thì thấy biết cảnh sắc tốt. Chúng ta có thể thay đổi được. Chỉ có tu tập là tu tập như thế này. Thay vì khi mà nhãn thức quả bất thiện thấy cảnh sắc xấu, điều đó nó sẽ trợ duyên cho cái tâm, cho cái đá, cái tâm động lực hay là cái tâm xử lý cảnh đó, là cái tâm sân khó chịu, thì một người khéo tu tập thì lúc đó họ khéo suy nghĩ, khéo tác ý. Cho nên nhìn một cái đối tượng đáng rớm, bằng cách
tác ý, không đăng góp. Thí dụ như một người có tu tập, một vị tỳ kheo khi mà đứng nhìn một cái tử thi, vị đó có thể khởi lên một cái tâm động lực thiện do chánh niệm tỉnh giác, tức là do có cái sự khéo suy tư. Thân này rồi đây cũng vậy, thân này nó có cái đặc tính là vô thường, khổ. Khi mà tâm thức lìa bỏ rồi thì cái thân này nó trở thành vô dụng như thế. Vị này miên man suy nghĩ như vậy mà không khởi lên một cái sự ngưỡng viết hay là sợ hãi đối với một cái tử thi, thì đó là cái cách mà chúng ta gọi là tu tập khéo tác ý. Nhưng mà khi mắt nhìn thấy cái cảnh sắc đó, thì hiển nhiên phải là cái nhãn thức quả quả bất thiện. Bởi vì cái màu sắc của cái tử thi hay là cái bộ dáng của cái tử thi nó không đẹp, nó không tốt, thì mắt mà nhìn thấy như vậy thì nó sẽ bị ám ảnh cái tâm nhận thức, cho nên không có thay đổi được. Có nghĩa là chúng ta không có thể thay đổi. Không phải là một người tu tập rồi mới đi ngang qua một cái đống phẫn, có cái sự quán chuyển để mà nhãn thức thấy màu sắc của cái đống phẩm đó mà được gọi là nhãn thức quả thiện được đâu. Nó luôn luôn là nhãn thức quả bất thiện, không thể thay đổi được, không thể thay thế được, không thể quán chuyển được. Chỉ có điều là cái ý thức hệ mà thuộc về cái tâm châu ánh đá, cái tâm động lực hay là cái tâm xử lý cảnh đó, thì lúc đó thay vì một người bình thường họ nhìn thấy cái đống phẫn, cái nhãn thức quả bất thiện khởi lên, tiếp theo sau đó là cái trạng thái tâm động lực bất thiện. Tâm này có thể khởi lên, nó bị sốc, nó mang một cảm giác khó chịu, buồn nôn do nhìn thấy cái cổ phẫn gớm quá, cho nên anh ta mới nôn ói. Thì thay vì như vậy thì một người có tu tập, họ chuyển đổi bằng cách là khéo tác ý, nghĩ rằng phẫn đó nó cũng chỉ là tứ đại đất nước lượng gió thôi, và nó cũng được, nó cũng như là
một cái chất rất bình thường. Thì như vậy đó là cái cách mà chúng ta quán chiếu, giống như ở trong kinh Tạng Đức Phật này dạy, hay là tôn giả Sa Đô Tán này cũng dạy cái cách là nhìn cái vật đáng gớm mà tưởng không đáng gớm. Thì chỉ có bằng cách đó thôi, chứ chúng ta không thể thay đổi từ cái quả bất thiện sang cái quả thiện. Khi mắt, khi nhận thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức bắt cảnh xấu rồi, chúng ta chuyển nó trở thành nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, quả thiện, để mà nó biến cái cảnh cảnh tốt được, nó không thay đổi như thế. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi mà thượng tọa Giác Đẳng Quyền Thế Mô thầy nha. Sao thưa kính thưa tòa thầy sư, bây giờ thầy sư thỉnh thưa tòa giảng cho câu sau cùng rồi thưa tòa đi nghỉ. Thưa tòa thầy sư, trong cái năm giác quan á, thì ở trong thắng pháp chỉ nói rằng có năm giác quan thuộc về quả bất thiện, năm giác quan thuộc về quả thiện, nhưng mà không thấy nói năm giác quan thuộc về trung tính, tức là nằm ngoài thiện và bất thiện, không phải thuộc quả thiện khỏi quả bất thiện. Nhưng mà trong cái kinh nghiệm đời sống hàng ngày mình á, thì mình thấy rõ ràng rằng có khi mình gặp cảnh tốt, có khi gặp cảnh xấu, thì nó có, chắc chắn là có. Nhưng mà có lúc mình gặp cái cảnh không tốt không xấu nữa, thì cái không tốt không xấu, cái không xấu có tính là người ta tốt không? Tại sao mà trong ngũ song thức, ở trong năm giác quan, ở trong thắng pháp không đề cập đến cái trung tính, mà chỉ có đề cập đến quả thiện quả bất thiện thôi? Cái thỉnh thì độ quan hiện trở lại. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thực ra thì khi chúng ta nói như vậy là chúng ta đã đi quá xa về cái, quá thiên về cái pháp tục đế, cái pháp chế định. Ở đây trong tăng pháp, khi mà đề cập đến nhãn thức quả thiện, nhãn thức quả bất thiện, nhĩ thức quả thiện, nhĩ thức quả bất thiện, vân vân, thì cái đó là nói theo cái pháp chân đế. Cái thực tính của pháp đó là như vậy, bởi vì nó chỉ có hai loại tâm quả thôi, chứ còn cái tâm tố, tâm kinh gia, tâm duy tác thì nó không tạo ra được cái tâm quả, nó không tạo ra được tâm quả. Cho nên chỉ có nghiệp thiện, nghiệp bất thiện mới tạo ra được tâm quả thiện, quả bất thiện mà thôi. Còn cái chuyện mà thấy cảnh cho rằng là tốt hay là không tốt, cho rằng là tốt hay xấu hoặc là bình thường, thì cái chuyện đó là cái chuyện của chúng ta, cái chuyện của chúng ta. Nếu mà thấy một cái cảnh sắc hay là nghe cảnh thinh vân vân mà chúng ta cảm thấy bị sốc, bị dị ứng, thì chúng ta cho rằng đó là cái cảnh xấu, nó thuộc về nhãn thức, nhĩ thức, quả bất thiện. Còn khi mà nhìn thấy cái cảnh sắc, nghe tiếng,
mà chúng ta cảm thấy thích thú, cảm thấy dễ chịu, thì chúng ta cho rằng là đó là cái cảnh sắc, cảnh tinh tốt. Rồi chúng ta nghĩ rằng đó là nhãn thức chỉ tức quả, quả thiện. Còn khi mà chúng ta nhìn thấy, đi ở ngoài đường mà chúng ta nhìn thấy một cái viên sỏi ở dưới đường, hay là một cái que củi nằm dắt ngang đường, thì chúng ta nhìn thấy cái đó, chúng ta nói là cái chuyện bình thường. Cái que củi hay là cái viên sỏi đó, nó đối với mình nó không có hấp dẫn, nhưng mà nó cũng không có bị diễu gì, thì chúng ta cho rằng đó là cái cảnh trung tính. Nhưng thưa quý vị, ở trong một cái tiềm thức, thì khi mà chúng ta thấy một cảnh mà không bị diễu, thì đó vẫn được xem như là cái nhãn thức quả, quả thiện. Nghe cái lời nói mà bình thường không có bị diễu, thì cái đó là nhĩ thức quả thiện thôi. Còn chúng ta đặt cái vấn đề là trung tánh thêm một cái thứ ba nữa, thì chúng tôi xin thưa vì nó có hai trường hợp. Một là nếu mà có cái quả mà trung tính không thiện, không có thiện đó, thì cái vấn đề không thể có, bởi vì cái tâm động lực, cái động lực duy tác nó không có tạo nghiệp, nó không có tác thành nghiệp để trụ quả. Cái thứ hai đó là đối với cảnh, cảnh tốt hay cảnh xấu là do cái tâm lý nhận xét của chúng ta. Cái này nó rơi vào cái, nó thiên về cái lĩnh vực gọi là cái pháp chế định thường thức. Chứ còn đặc tính của pháp thì chúng ta không thể phân định được. Thì đây là cái câu hỏi, cái câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi sau cùng. Thượng tọa Giác Đăng Bình Điều, Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú, kính thưa Thượng tọa Tuệ Siêu, để kính Thượng tọa Tuệ Siêu nghĩ. Bạch Chi Tôn Đức và thưa quý Phật tử, chúng ta nhắc lại một điều, đây là một điểm rất là quan trọng, là tuy là ngũ song thức hay là tâm ngũ quan rất là mũi lược, nhưng mà tâm này lại đóng một vai trò chiêu cảm cái nghiệp tốt và nghiệp xấu trong quá khứ, và do vậy đã tạo nên hai cái cục diện cuộc sống hoàn toàn khác của một người có phước và người vô phước, phước ít và phước nhiều. Cái đó là cái mà chúng ta phải để ý. Và thứ hai là bởi vì hai trạng thái tâm này rất là mùi lực, nó chỉ là một sát na kiếp cảnh giúp chúng với cảnh, và ở trong mỗi tâm chỉ có 7 cái thuộc tánh, do vậy nó chỉ đạt đến cái thọ xả, và cả hai tâm đều, mặc dù là quả thiện và quả thiện, đều thọ xả. Nên điểm này chúng ta phải hiểu, và phải hiểu rất là rõ. Có nhiều người đọc sơ qua về ngũ song thức mà chúng ta không hiểu hai cái tại sao nó phân là quả thiện quả bất thiện, và tại sao nó là quả thiện quả bất thiện mà lớn dừng như vậy mà nó chỉ thọ xả thôi. Thì một người học thắng pháp không thể không nắm vững về điểm này. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính Trương Chư Tôn Đức vào Rung để chia sẻ trong buổi học. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bụt Thầy Giác Sa Thứ Lành Thầy, chúng con kính tri ân thượng tọa Đức Đẳng đã đúc kết cho bài học ngày hôm nay. Con nhà nguyện thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mỗi lần bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu cho chúng con, hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, không đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Dạ, con Nhật Quỳnh xin được điền khuyết cho tri chúng ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nam mô Bụt Thầy giá, sa thú lành thai, chúng con thành kính. Thay mặt đại chúng công đung, chúng con thành kính. Tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến quyết trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sư ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy giá, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Lăng Dạ Nguyệt ơi, cầm mic lại được không? Nếu Lăng Dạ Nguyệt cầm mic lại được, mời Lăng Dạ Nguyệt để kinh ạ. Con xin hồi hướng phước lành khắp cùng pháp giới chúng sanh rồi dừng. Mẹ cha thầy tổ ân nhân hiền tiền quá ban còn phần phước duyên, cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa, cầu cho mưa thuận cho hòa pháp hưng thường kiềm nhà nhà an khương, chúng sanh ba cõi sao đường cho nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn, nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân. Ô
Đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Buddha Tham Má xin phép được đóng trung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha. Yeah.